Xin kính chào anh em. Bán vài món nè, có số đồng hơi. Đầu tiên bán cái vỏ pin mát 290 nè, 25V2. Nó còn đầy đủ sale mà chết. Chết sale nha. Còn cái vỏ mà 290. Ngoài dơ dơ anh em rửa là chắc cũng sạch đó. Mạch nó còn đẹp nè, seo cũng còn đẹp mà chết. Cái loại này có báo pin đó. Số 1 290. Vỏ pin nha. Số 2 là 550, một cái bơm của Nhật. Đó, sản xuất tại Nhật. Cái này cái đường lấy khí vô là anh em kỹ kỹ mình về mình chế cái lọc cho nó. 550. Cái motor bự lắm nha anh em. Chứ không phải mấy cái đồ nhỏ nhỏ nằm trong cái hộp nhựa, motor có chút xíu nha. Cái motor này nó bự 7 nè, 7 phân. 6 phân 9 nè. Đây cái đầu nó nè. Đầu bơm dây nó còn dây cắm dắt xe hơi á. 550 nha. Ngoại hình nó hơi đen đen đây nè, nhìn nè. Còn tem đồ đầy đủ á. Mình test chạy. Ngoài trừ trong cầm. Tại vì cái nguồn của mình ampe nó quá thấp thôi. Lại nó đứng ở đây, nó ghi thông số 12V nè, 9A mát nè, 550. Nào số 2. Cái nào bán rồi mình ghi trước tiêu đề nha nè. Đợt trước mình bán lưỡi cưa hết rồi đó, mà nhiều gọi quá mình không có trả lời hết tin nhắn, anh em thông cảm. Với lại hết hàng á, nhiều khi thấy mình tắt máy anh em cũng đừng buồn. Tại vì không còn hàng nữa mà lấy gọi nhiều quá. Anh em mất công gọi tới không có đồ bán. Cái này mình bán một cặp 250 anh. Cặp vậy thôi. Không có ta không có gì hết nha, chỉ một cặp vậy thôi nè. Cái này thấy mình thấy nó không rỉ á, nhưng nó bằng gì ở trong thì thấy bằng đồng nữa không. Cái này là không rỉ. Không có hít. Này không hít. Nó không hít. Một cặp mình bán 250. Rồi không có ship code nha nè. Anh em nào ấy mình không có ship code nè, này cái đuôi này hết. À đợt trước mình có bán cái cặp đuôi này nè. Mình bán 10 cặp vậy nè, 10 cặp là 120 bao ship anh em, mà mình đo nó sai nha. Cái đó anh em nào không có dùng được thì gửi cho mình thôi. Mình hàng rẻ mà, cũng đâu có gì đâu, mình đo mình đọc sai á. Mình đo cái lỗ này ra là nó sai nè. Cái lỗ này nó 14 mấy đúng không? Không đúng. Anh em góp ý là đo phải đo cái răng này nè. Đó là 16 liên mấy là coi như 17 ly á. Răng 17 chứ không phải 14 nha. Bữa mình đo này nó 14 ly mấy đó. Mình gần mình đọc mình tưởng là 14 mà không phải nha. Đo mình, lâu quá không có đo, mình đo mình đặt trước nó sai nè. 14 ly mấy mà không phải. Đo là phải đo cái cốt này, cái đỉnh răng mới đúng. Thì này mình sai anh em nào. Cái này gọi là lấy nét kém quá. Đó. Mà cái đồ này là trong cái lô đồ của Đức nha anh em, có đóng chữ rồi đằng anh mình thấy nó gia công. Mình ra ngoài mình mua 5-6 ngàn gì đầu á. Em coi cái nó dập xấu lắm, còn cái này nó gia công nhìn rất là sắc. Từ nước xi cho tới cái những cái này nè, mình gắn vô nó rất là kín. Hôm nay chỉ bán mấy này thôi. Một cặp gì là 250. Có số lượng nha, thì mình để đây chừng nào hết rồi mình sửa tin trước tiêu đề. Còn anh em nào cứ nhắn chốt thì chuyển khoản rồi mình list vô sổ. Hôm nay là cuối tuần mình mới gửi hàng anh em. À cái hiệu quên cho anh em coi cái hiệu nữa. Anh quên đó mình luôn. Series 13 nha, mình đọc đó trước đi. Cái hiệu nó hơi khó đọc nè. LIGRIS. Còn đằng trước là cái ký hiệu gì mình không biết. Nhưng mà trước mình làm công ty Vinamilk thì nó xài mấy cái vòi á, vòi hơi, vòi nước, nó xài cái hiệu này nè.
là máy, cái dàn máy đó là nó, cái đồ đó là nó đi theo cái dây chuyền đóng gói của Thụy Điển nè. Còn cái này mình không biết cái xuất xứ luôn nha. Cái hiệu này nó cũng hơi là trước giờ bãi cũng ít thấy. Đồ của Đức hay là của gì cái này không biết. Của Đức thì trước thì nó ghi Made in Germany mình biết. Cái lô trước mà cái khớp nó nhanh á. Đây nó ghi hiệu này nè, để mình mở lên cho anh em coi. Nè, đó đó đó, thiết bị nó ở trước là mình đây. Trong công ty mình có xài mấy cái giòi này nè, nên mình biết. Công ty mà xài dây chuyền lớn nha, của Thụy Điển đàng hoàng á, nó mới có cái hiệu này nè. Mình không biết chính xác là cái này của nào nên mình không có nói nè, lỡ nói sai gì nó mất công lắm đó. Mình chỉ cho anh em coi cái hiệu ha, cái chữ nó lạ lạ nên mình vậy. Cái là đằng trước nó cái logo giống như là cái vòi nước, ở sau đó rồi mới tới chữ L L E G R I S ha. Và cái này mình thấy là không rỉ, không hít, 250 một tập. Quên đo cái răng này lắm. Cho cái đuôi nói hơi vô 14 nè. Nói sơ sơ anh em về đọc nha, đọc thước nha. Đó. Đọc thước rồi mình tự quyết định, nhiều khi mình nói sai hay cái gì cái mấy anh em bắt bẻ mệt lắm. Cái lỗ ở trong là 10. Sao nha, sao nha. Nó thấy nó tôi gắn mấy cái đuôi này vô cũng được nè, này nè, cắm vô nè, bật ra nè, nói nhanh nha. Đó. Đó. Trong là nhìn thấy đồng là biết rồi, màu vàng vàng. Hai trăm rưỡi một cặp và không có seat code món nào hết đó. Hết cái lô này rồi anh em tìm mấy cái đồ này đỏ không mắt. Mình đi bãi nhiều năm rồi mình thấy ít lắm. Thì chia sẻ anh em vậy thôi, anh em nào thấy cần thì mua để dành thì tự dùng. Rồi tiếp theo là bán sạc Makita anh em. Ngoại hình đó là sạc Makita nè. Sạc được pin này nhé. Là và ly ông luôn nha. Từ 7.2 đến 24 luôn. Cái sạc này được cái điện 220V. Thôi mình lấy về bán thôi, bán số lượng 10 cái. Ở đây mình sẽ đấu dây, mình đặt trước cuối tuần mình gửi. Đó, nó vậy nè. Khá đẹp á. Số lượng 10 cái thôi, mình căn cứ theo cái tin nhắn anh em đến rồi mình lấy 350 bao ship. Ngoại hình nó có trầy giống nha anh em, trầy trụa nè. Cái này nó hơi dính vàng vàng nha. Lấy ngẫu nhiên thôi, từ số tự từ trên xuống. Nếu mà lỡ như trong đây 10 cái mà chỉ có 8 cái đạt thôi thì mình dựa theo cái căn cứ mà anh em đặt hàng á, anh em chuyển khoản mình gửi cho anh em thôi. Còn cái nào mình vẫn nhận 10 cái, còn mà giờ nếu mà nó hư không đủ á thì mình sẽ đi mượn cái gì để mình gửi thêm. 350 bao ship. Cái này được cái là linh kiện nó bự và được điện 220 zin luôn, cũng dễ xài nè. 350 bao ship. Sạc được pin li-ion luôn nha, cái này trên rõ trên sạc nha, chứ không phải anh em thấy mấy cái sạc bãi mà màu xanh xanh giống vậy. Là nó chỉ sạc NIMH thôi nha. Mình sạc li-ion thì được 14 thôi, nhưng mà nó không có ok. Còn cái này là nó thiết kế cho cả pin li-ion luôn. Mình xài pin mấy cái pin trượt Makita vô tư anh em.